hôm nay năm nay tháng 4 năm 2021. Người miền Tây quê tôi. Ngoài sao có hai cô gái. Hai cô gái sống lâu năm. Có hai em bé sống lâu năm. Ngày xưa em như cô gái sống lâu năm em thành đàn bà. Nó nghe nè, mời tao với Lê thành đàn bà chứ chị Bông là chưa nha. Chị Bông là chưa có thành đàn bà nha. Ở sao có hai cô gái. Ngày xưa em như cô gái sống lâu năm em thành đàn bà. Tao với Lê thành đàn bà chứ chị Bông là chưa. Còn một người 60 năm chưa. 60 năm còn biết. 60 năm mà chưa biết gì. Mình không phải nói là không còn khổ, nhưng mà mình bớt rất là nhiều.
Ngày nay thì thí dụ mà nghèo khổ thì có rất nhiều hội từ thiện người ta vẫn giúp đỡ cái món ăn đó. Nghèo thì chứ không có còn khổ mà giữ như đó. Ví dụ nó hồi đó 10 phần thì nó giảm cũng được là 4-5 phần rồi đó, chứ không phải là hoàn toàn là mình không bảo hết đó. Nói về cái giao thông đường đi thôi mà con thấy là nó rất là thuận tiện. Nơi đâu cũng có đường xá, nơi đâu có cầu mà con thấy tôi đi tôi đi trong cái vùng một vùng sâu vùng xa. Đây là những rừng tràm đó mà con thấy đây, ông tràm đây, hãy nhìn lên đây, anh chị lên quay nè, đây là rừng tràm đó. Đây là vùng nước mặn ngày xưa chỉ có cây tràm sống thôi đó, nhưng mà ngày nay mà con biết thì đây là nước ngọt đã dẫn tới nơi, coi như là những con kênh đã dẫn nước ngọt tới đây. Cho bà con thôn quê của mình ngày nay có được cuộc sống cũng là rất là đỡ khổ. Ngày xưa trong này mà không có miếng ăn luôn mà không luôn. Ngày nay thì chúng tôi đi tới nơi luôn, có thể là giúp gạo này kia cho bà con mình. À, một cây cầu mới nữa nè. Đây bên đây cây cầu, bên đây cây cầu. Ngay ngõ ba là bà con thấy là ba cây cầu lớn. Gì? Đi ra ngoài nhà của ông Việt. Đi ra luôn hả? À, không vô chính hả? Rồi, vậy thôi ra ông Việt ra luôn. Đây, một phút này mà ba cây cầu nữa. Ba cây cầu, bốn cây cầu luôn. Ba cây cầu kia, ba cây cầu thứ tư là xẹt qua bên kia nữa. Ơi, đồng làm phim tới rồi con ơi. Đây. Có mà, có heo quay mà. Vậy hả? Trời ơi, cho ăn không? Trời ơi, đây là heo quay, bò quay là có hết chị ơi. Người dân miền Tây đi giúp bà con nghèo. Bà Chính, bà nói gì vụ cái vườn về thấy ơi ớn rồi đó. Ớn có sao tao nói vậy, người ta thật thà. Chào chị. Rồi bye bye. Anh đi đâu đây anh Chính? Dạ vô để cúng động đất cho mấy em nó làm trước đây. Anh này đủ duyên quá hen. Đây hôm nay nhóm chị Bông Nguyễn. Chị Bông Nguyễn với Vô Dịnh Chung, Quỳnh Chí Hiếu, Phương Lê Mỹ Tho đến với hoàn cảnh động đất nhà cho anh Việt, để cất nhà cho anh Việt đây. Sống đầu năm là sống đầu năm chứ tại sao sống đầu năm thành đàn bà rảnh ghê. Bye bye. Cảm ơn nhà hảo tâm, cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho anh Việt có được ngôi nhà mơ ước. Thấy. Cảm ơn chị Bông Nguyễn, cảm ơn quý nhà hảo tâm đã giúp cho anh Việt có được căn nhà mơ ước. Hey. Sao vậy, sao đếm được hả?
À, giống như giống rước dâu ghê vô. Dạ, mốt bà làm cái dốc gì cho thẳng ha. Lên đó làm bốn bánh xe, ngồi lên cái út cái vô tới luôn. Dạ, cảm ơn.